Chào Quỳnh Linh với Lê Lộc. Dạ, dạ. Chào khán giả. Tôi tên Quỳnh Thị Thắng. Thắng ha. Dạ, sinh năm 63. Cô làm việc gì? Tôi làm ruộng. Làm ruộng. Quê đâu cô? Quê ở dưới Cần Đước á. Cần Đước, Long An. Dạ. Dạ. Cũng gần đây thôi. Dạ. Đi quốc lộ 50 là tới ha. Dạ. Rồi. Xin mời chị. Chào anh Quỳnh Linh, chào em. Chị Lê Lộc. Dạ, em tên là Trần Kim Ngân. Làm dâu của mẹ Thắng. 30 tuổi. Nhưng mà làm dâu của mẹ bao lâu? Dạ, gần 2 năm. Gần 2 năm. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai á, cô cảm giác cô bé là thế nào? Nó đi làm thành phố á, chú rồi nó dắt về, thấy cũng bất ngờ. Là mới nói nhỏ đó là nhỏ nào, nó phải ghệ con hôn hay là bạn? Ghệ nó là nói gì? Là ghệ. Ghệ hả? Ghệ là gì? Là vợ nó đó. Ủa vợ là ghệ hả? Ở dưới quê ta gọi là ghệ phải không cô hả? Ở có chỗ ta kêu là ghẹ. Nó mới nói là vậy đó. Rồi cái tôi mới hỏi nó vậy chứ con suy nghĩ kỹ chưa? Thì nó nói là nó kỹ rồi. Vậy đó. Nhưng mà cô thấy cô gái vô tương lai mà lúc mới gặp á, mình cảm giác sao? Có yên tâm, thấy thích không? Ừ, thấy không được. Thấy tính tình nó sao tốt, cô? Nó tốt, nó tốt. Tính hả? Nó về nó vui vẻ, nó cũng hòa đồng lắm. Lúc mới về nhà có phụ làm gì không? Phụ, nó làm tùm lum hết á. Làm gì? Thì cũng nấu cơm, rồi vô cũng làm này, lặt rau, rồi đồ vậy đó. Làm mà được không? Lặt, dạ, lặt rau cũng hao lắm chú. Lặt rau hao lắm hả? Lặt kỹ lắm, lặt bỏ hết à, lặt lấy cái sạch lắm. Thì đúng rồi, lặt ký rau còn có 100 gram nữa. Không biết là cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị ấn tượng nhất điều gì? Dạ, mẹ dễ lắm. Mẹ gặp dễ. Ai mẹ cũng nói chuyện vui vẻ lắm. Dạ, ăn uống thoải mái. Tại vì lần đầu tiên là ông xã dẫn bạn cùng đồng nghiệp á, dạ, đi về cũng cả chục đứa. Rồi trong đó có em. Thì mẹ mới hỏi, ủa ê Lưng, con đứa nào là ghế mày dạ? Xong rồi mới chỉ em. Dạ. Được rồi, em cảm giác sao? Khi chỉ đúng ghế này thì cũng rung, cái gặp mẹ cũng rung. Nói chuyện hồi cái thấy mẹ dễ, cũng thoải mái. Rồi những cái ngày đầu tiên sau đám cưới đó, rồi mình ở dưới quê bao lâu, làm có nấu nướng gì, rồi có phục vụ nhà chồng cái gì không? Dạ không có. Đám cưới xong rồi nó đi ngủ, rồi tôi dậy làm đồ ăn sẵn. Rồi xong rồi nó đi dậy cái ăn, cái nó đi làm giấy tờ, giấy kết hôn rồi đó. Đặng nó lên phố, nó ở phố nó đi làm á. Như cái đêm đó sáng dậy ngủ tới mấy giờ? Cũng 7-8 giờ gì đó. Tại vì mình cũng ở quê mình cũng không có gì làm, hay là nó cũng đâu có biết làm gì đâu. Thôi mình làm được thôi, mình làm hết luôn. Trời đất ơi, nó có giặt vũ gì phụ không, quần áo không? Giặt vũ gì hết. Có nấu nướng gì không? Dạ nấu, có nấu ăn. Cứ nấu ăn ngon không? Nó nấu thì ngon. Hai mẹ con có hợp khẩu vị gì không? Nó ăn thì theo khẩu vị nó, thì nó trên này nó khác, mình dưới thì khác. Mình dưới tại vì mình ăn mà, thí dụ mình nấu mình chua thì ngọt ngọt, mà chua chua, còn nó thì không chịu ngọt. Nó nấu nó niêm vừa ăn thôi à. Nhưng mà chị ơi, hai mẹ con mình có thời gian gắn bó với nhau lâu không? Dạ thì cũng mỗi lần về chơi là được 2-3 bữa vậy đó. Rồi tụi em lại đi làm nữa. Thì nó hai cũng mẹ vậy. Con có tâm sự gì không? Nó cũng dễ mến lắm. Nhưng mà lên là tại vì nó thành phố, nó về là tôi tối hả, về tới tối mò. Nó nhăn mùng ngủ, rồi cái nào nó mới cũng dở mộng chung vô, rồi nằm chung với mẹ, rồi ôm mẹ chút rồi đi tắm mẹ vô ngủ. Vậy đó. Chứ không phải, vậy đó. Phải tắm trước rồi mới ôm mẹ. Không. Tại vì lâu về mà. Hai mẹ con mình hợp nhau nhất điểm gì? Dạ hợp nhau à. Em thấy cái gì cũng hợp, tại vì hai mẹ con ai cũng dễ chứ, cái gì cũng được á. Quần áo á, thì em cũng có mua cho mẹ, mà mua cái mẹ nói hơi chật, với lại màu này tối quá, tao đâu có già dữ gì đâu. Đúng rồi, mình phải mặc màu nó, sáng cho nó tẻ. Nó mua cho hai bộ Tết á, nó mua cho hai bộ. Dạ. Bộ đồ nó mua thì mắc tiền, còn con gái mua thì đồ rẻ tiền, mà con gái mình thì nó biết ý, nó mua cái rộng rộng. Dạ. Mình dễ mặc, còn nó mua thì chật. Về mới nói của con mua chật quá, ngăn ơi mẹ mặc không có được. Nói để đồ con chê, mua mẹ chê hả, vậy mốt con không mua nữa. Nó nói vậy là hơi buồn không? Nó trời ơi, mày nói vậy sao được mày, rồi thôi à. Rồi có buồn không? Không. Vậy nữa. Nhưng mà là có mua lần sau có mua nữa không cô? Vậy nữa. Rồi mua đôi dép. Cũng vậy, đôi dép về cái mình quý đi, mình nhâm cất, tại của dâu mình mua mà. Dạ. Nhâm cất cái nó cũng nói mình chê nữa. Nó nói sao con mua vừa cho mẹ mà mẹ không mang, mẹ chê, mẹ để hoài vậy. Nó đâu phải mẹ mà chê, mẹ cất để dành đi đâu mẹ mới mang.
mang sự cũ. À, vậy đúng rồi. Là nó em mới nói trời con mua cho mẹ là mẹ mang chừng nào cũ con mới có cơ hội mua đôi mới. Đúng rồi. Ai chỉ gì xăm cái chân mày á. Dâu nó làm bên nghề thẩm mỹ á, về nó đè mình nó xăm. Dạ tội nghiệp lắm. Mẹ là người thứ hai thử nghiệm sau mẹ em. Hồi đó em học nghề á, tại vì ra ngoài đâu có ai dám đưa mình làm, mình mới học nghề mà thực hành á. Xong cái em làm mẹ em là ở Sài Gòn, xong cái em về em làm mẹ ở dưới. Tội nghiệp không? Đem hai bà mẹ ra thử nghiệm. Đó, để vậy. Là xăm chân mày thôi hả cô? Xăm chân mày, xăm môi. Còn xăm gì nữa? Xăm môi luôn. À, xăm môi làm hết. Nó cũng cho tiền đó, nó biểu đi mẹ đi cắt mắt đi, con mắt mẹ bị sụp rồi đi cắt đi, trời đất ơi thôi. Mày cho tiền tao ăn đi, tao khỏi cái không có cắt đâu. Rồi con cái nó có sữa gì nữa không? Có bơm gì rồi hả? Chị ơi, ở nhà hai mẹ con mình có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nhau không? Dạ thì lâu lâu về chọc kẹo mẹ, cái mẹ giận xong cái bắt đầu đi năn nỉ. Chồng nó làm gì đó ẩm nhỏ gì đó rồi cái nhỏ khóc hay gì nó, cái nó kêu nhỏ đi pha sữa, thì chồng pha sữa. Nó quá trời bực bội rồi nghe, rồi nghe mình nghe mình cũng xót nữa, nó nạt ra thằng trai mình á, mình cũng xót. Nói trời ơi sao nó dữ dữ vậy. Nạt rồi chồng trước mặt mình luôn hả? Có bao giờ cô la con dâu chưa? Không, nó làm đâu có làm ở chung với mình đâu mình. Nhưng có bao giờ cô giận nó cô gì đó, tối mình nằm suy nghĩ sao con dâu nó kỳ quá không? Có hả? Họ rủ nó lên đây nè, nó lên đây nè, nó không đi là buồn là giận rồi đó. Nó về không nói tới nữa đó. Nó nói nó mập nó bự quá à, nó xấu lắm nó không dám lên. Ai đăng ký tham gia chương trình? Mẹ. Trời ơi. Nhưng mà cô đăng ký chương trình này thấy vui hay sao cô? Thấy vui rồi đăng ký rồi mới nói gửi số điện thoại rồi lên đó. Rồi trên này điện về. Cuối cùng sao? Xong rồi cái nói với thằng chồng nó bạn gì đó, nói thôi kệ đi làm cho mẹ vui. Làm cho mẹ vui đúng không? Rồi cô với lại con dâu á, có những cái điều gì mà nó chưa hợp với nhau không? Sáng ngày nó về là sáng ngày nó ngủ tới 8 giờ luôn á. Nó đâu có dậy, nó nấu, nó nướng, nó làm gì đâu. Vậy chứ ai nấu? Tôi. Thậm chí pha cà phê sẵn cho nó luôn á. Có giặt quần áo cho nó không? Thì làm luôn, tại vì mình giặt đồ mà. Nhưng mà có bao giờ cô nhắc nhở chị không? Tại vì nó không có ở chung với mình á, thành ra không có cái gì mà để mình xích mích với nó mà mình giận lâu hết. Rồi cô có mơ một ngày nào đó mà con dâu với con của mình về ở chung này kia không? Chắc không có mơ nổi quá. Tại vì nó có công ăn chuyện làm trên này thì để cho nó làm. Tại vì ba đứa con lận, hai thằng trai, đứa con gái cũng dựng vợ gả chồng hết rồi. Dạ. Và cũng hai bà già với bà mẹ già rước về nuôi đó, nhà có ba người vậy đó. Rồi mỗi tháng con dâu nó có gửi quà gì về không? Có, cũng gửi. Mua qua mạng đồ đó, gửi người ta đem tới giao. Rồi la. Tôi la anh nói mày mua làm chi vậy, nó mắc thấy mồ để đây mẹ mua ăn được rồi. Nó nói mẹ không mua rồi mẹ ăn, mẹ uống thuốc mà mẹ không ăn rồi sao hết bệnh rồi vậy đó. Thấy nó thương vậy sao không? Lâu lâu mình có làm tiệc sinh nhật đồ cho mẹ đồ không chị? Dạ, tại vì sinh nhật mẹ là không có biết ngày. Chỉ có những ngày lễ giống như 8 tháng 3, 20 tháng 10 rồi đó. Lễ của phụ nữ thì em có tặng quà cho mẹ. Rồi lần đầu tiên là tặng bông cho mẹ. Xong cái mẹ nói là... trời đất ơi, bông tao đâu có ăn được đâu. Nên là đừng có tặng nữa. Cho nhiêu thì đưa đây, tao xài. Cụ thể ha. Thiết thực ha cô ha. Nhưng mà chị ơi, em hỏi xíu nha, chị thấy thương mẹ nhất cái điểm gì? Dạ thương mẹ lắm. Tại tay mẹ là một bên không có sức khỏe, giống như một bên mẹ yếu. Nhưng mà một mình mẹ nuôi ba anh em lớn. Rồi mẹ cực lắm. Người phụ nữ nào cũng hy sinh vì con cả. Bây giờ để xem con trai cô nói gì nha. Hai vợ chồng thì đi làm ở thành phố. Cứ 1-2 tháng á, thì có về quê chơi một lần. Thì mỗi lần về á, là mẹ lại bắt gà bắt vịt ra làm. Mỗi lần làm như vậy á, thì xong rồi lên là vợ lại than là về quê chơi muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà mẹ lại làm bắt gà vịt làm vậy thì cực quá, không có thời gian nghỉ ngơi. Nói là mai mốt là về chắc phải mua đồ ở siêu thị làm sẵn rồi đem về làm ăn thì cho nó nhanh. Còn khi mà hai đứa mà sinh con á, do kinh tế của hai vợ chồng thì cũng không có khá giả, cho nên là muốn gửi con để mà đi làm cho nó thuận tiện. Thì mẹ cũng có đề nghị là đem con về quê cho mẹ giữ rồi để cho hai đứa đi làm. Nhưng mà vợ thì lại không đồng ý chuyện đó. Mà vợ nói là muốn ở gần con. Với lại mẹ còn chăm cho bà ngoại nữa. Và sức khỏe mẹ cũng không được tốt. Cho nên là không có đồng ý. Con tính mẹ thì lại hay dựng lẫy. Mẹ
nói cái chuyện gì, rồi cuối cùng mà làm mà không đúng ý thì mẹ lại hay lẫy. Giống như là trước khi đi cái tham gia cái chương trình mẹ chồng nàng dâu á, thì mẹ cũng có gọi điện cho vợ mà nói mà đi tham gia chương trình này với mẹ, nhưng mà vợ lại nói là con giữ bắp nữa cho nên là không có đi tham gia được. Thì lúc đó mẹ cũng đã dựng lẫy hết cả tuần. Khi về sinh nhật về quê chơi thì mẹ nói chắc là nó chê tao què quặt rồi thế này thế nọ, để rồi làm sợ làm xấu mặt nó. Thì qua cái chương trình mẹ chồng nàng dâu thì cũng mong là muốn là mẹ và vợ thông cảm cho nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Đúng không, mẹ nghĩ là thấy mẹ vậy rồi sợ đúng xấu rồi. Mặt ha, đó nó có con có nó cùng lúc nó buồn hả, thì vậy mới buồn á, vậy mới buồn nó mới buồn mới nghĩ nó ra ờ nó lại mẹ đâu có bằng người ta, thành ra nó đi với mẹ nó sợ mẹ vậy, nó không bằng ai, nó xấu xấu mặt nó buồn cái đó đó, thành ra mới nói với thằng trai là ai nói cái chuyện đó chị? Mẹ suy nghĩ vậy á, nhưng mà đâu có, tại em còn mới sanh, đúng rồi em mới sanh á, em còn nặng ký quá nên em không mặc trang phục rồi cũng khó khăn với bé nó còn nhỏ quá mà đi ghi cả ngày á, em sợ nó mệt, rồi cái nói thôi vậy thôi ráng đi đi cho mẹ vui. Cô có mong muốn điều gì với con dâu, với con ruột của mình trong ngày hôm nay không? Thì mong nó bằng sao mà nó là tiện là tặng sao nó được, là nó nuôi con nó ăn học rồi thành người cho nó hơn mình nuôi con nuôi nó vậy thôi. Thế này nè, bây giờ cô đứng lên đi. Con dâu, đấy mẹ mong những cái điều đó đó. Thấy sao nói chuyện với mẹ, những cái cảm xúc mà nãy giờ mẹ chia sẻ đó. Thì tụi con sẽ cố gắng sắp xếp công việc và sẽ về thường xuyên về chơi với mẹ nhiều hơn. Chỉ mong là mẹ giữ gìn sức khỏe sống lâu với tụi em. Thôi thì mẹ cảm ơn con. Hai mẹ con ôm chặt nhau nào. Mẹ con có bao giờ ôm cái này chưa? Có. Con nó về vậy, thành phố nó về nó ôm nhau chặt chỗ nào. Có gì đâu. Ôm hoài chứ về nhà ôm hoài, nó cũng. Hả? Dạ, lâu lâu nó về á. Nó cũng nhào vô rồi nó ôm cái. Hồi đó giờ cô có tổ chức sinh nhật lần nào chưa? Dạ không. Nó về nó hỏi mẹ sinh năm tháng nào nè, mẹ nhớ không mẹ, nó chi vậy? Nó đặng sinh nhật nó thôi, đưa tiền đi cho xài khỏi sinh nhật. Cái tiền là phải tại có vì rồi. Ở nhà mình thiếu hụt đủ thứ mà. Dạ. Nhưng cái tinh thần á, tinh thần rất là cần. Thì muốn nhưng mà nó tốn tiền. Tốn tiền á. Ok, lâu lâu con dâu nó lo một chút nha. Hôm nay thì con dâu có chuẩn bị gì nói với mẹ đi nào. Dạ, con có món quà nhỏ để chúc mừng sinh nhật mẹ, giống như là một cái kỷ niệm mà hôm nay mẹ con mình được tham gia chương trình chung. Và đây là cái bánh sinh nhật đầu tiên. Và con sẽ có nhiều cái bánh sinh nhật nữa cho mẹ. Mẹ con cầm đi. Hát tặng mẹ đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Con chúc mẹ sinh nhật thật là vui. Và hôm nay giống như kỷ niệm ngày hôm nay đi. Và mỗi năm cùng ngày hôm nay con sẽ làm sinh nhật cho mẹ.